Tập 20. Các anh em, nhiệm vụ hôm nay là kho hàng ở phía Bắc. Nhất định phải phá hủy lô thuốc viện này. Cứ làm theo kế hoạch, nhớ phải cẩn trọng. Đại ca, các cậu ở đây chờ tôi. Trước khi anh hối hận, em mau rời khỏi Thiên Tân đi. Đi càng xa càng tốt. Đại ca, anh sẽ không bắn đâu. Đừng có ép anh. Anh xin lỗi. Rất nhiều chuyện anh thật sự là bất đắc dĩ. Em quên người đại ca này đi. Đại ca, một ngày là đại ca, cả đời là đại ca. Nhưng em có biết anh là một quân nhân hay không? Anh chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh thôi. Hôm nay anh không giết em, ngày mai họ sẽ vẫn phải báo anh đi giết em. Anh phải làm đại ca của em thế nào đây? Anh là một quân nhân, nhưng anh không nên ở quân thống. Chinh chiến xa trường mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh. Anh biết chứ? Những gì em nói anh đều biết cả. Nhưng em nói anh phải làm thế nào đây? Đồng Minh à, anh biết không, nhiều lúc anh cảm thấy bản thân cứ như rơi vào một cái thùng nhựa màu đen vậy. Chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chẳng sợ thấy gì, không nhìn thấy hy vọng. Cũng không biết bao giờ mới tới hồi kết. Nhiều lúc anh thật sự muốn bắn vào đầu của mình một phát để kết thúc mọi thứ luôn, em có biết hay không? Đại ca, anh không nên nghĩ như vậy. Nếu anh thật sự làm như vậy thì anh chính là đồ hèn, vừa hay trúng ngay vào kế của bọn họ. Nhưng anh đã thề rằng cả đời này sẽ tận trung với là quốc dân đảng. Tận trung với quốc dân đảng chứ không phải để bọn họ lợi dụng. Giờ anh đang tận trung với đảng của anh chứ không phải đất nước của anh. Đây là trung thành một cách ngu xuẩn. Anh có thể đừng cứng đầu như vậy được không? Đại ca, em sẽ không rời khỏi Thiên Tân đâu. Phá hủy toàn bộ thuốc viện đó là nhiệm vụ của em. Em nhất định phải hoàn thành. Nếu anh còn là đại ca của em, em hy vọng anh em chúng ta có thể liên thủ thêm lần nữa, làm anh em cùng nhau đánh giặc, cứu nước cứu dân. Anh nghĩ cho kỹ đi. Vì đệ, anh đã viết một lá thư gửi về Bắc Bình rồi. Người nhà em đã biết em đang ở đây, bình an vô sự. Đại ca, cảm ơn anh. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, đại thiếu gia, sao vậy? Anh mau nhìn đi. Thẩm đại ca gửi thư tới. Ngồi đi. Anh biết không, em trai anh Đông Minh và em trai tôi Triệu Lam, bọn họ đều vẫn còn sống. Ba người họ hiện giờ đều đang ở Thiên Tân. Ông cô nương,
Nay em trai của cô cũng đã có tung tích. Đúng là một chuyện vô cùng đáng mừng. Vậy đi, tối nay tôi sẽ làm chủ, mời cô tới cùng ăn mừng. Trong thư cũng nói vị thiếu gia cũng còn sống đó. Sao đây, anh không mừng sao? Tất nhiên là tôi mừng rồi. Chỉ là tôi đã nhận được thư của em trai mình trước rồi. Huống hồ gì thông tin của em trai tôi vẫn luôn che giấu người trong nhà, cho nên không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Tôi biết ngay mà. Bảo sao anh nhận một tin mừng như vậy mà lại vẫn bình tĩnh. Thế này đi, tối nay tôi sẽ mời anh. Vừa hay tôi vừa mới nhận được lương, lại nhận được một tin mừng như vậy, bữa tối nay nhất định phải vô tôi mời. Được, vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Đại thiếu gia, để tôi xin nghỉ công việc ở tòa soạn cái đã, rồi tới Thiên Tân một chuyến tìm gặp em trai tôi. Thời gian này tòa soạn không thể không có cô được đâu. Cô xem thế này có được không? Đằng nào hiện giờ em trai cô cũng an toàn, chi bằng cô viết cậu ấy một lá thư để cậu ấy tới tìm cô. Dù gì cậu ấy ở Thiên Tân cũng là nước lạ cái, cũng không phải chốn dừng chân lâu dài. Cô đi tìm cậu ấy chi bằng để cậu ấy tới tìm cô, nó cũng phải. Được, tôi nghe anh. Vậy để tôi gửi thư cho Thẩm đại ca, để anh ấy nói với Triệu Lam mau chóng tới Bắc Bình tìm tôi. Vậy tôi sẽ viết thư gửi đi. Tôi đã nói với Đông Minh là cô đang ở chỗ tôi. Tôi nghĩ đợi nó nhận được thư, nhất định sẽ dẫn ông trại chủ tới đây tìm cô. Vậy tôi cũng phải viết thêm một lá để đảm bảo gấp đôi mới được. Thôi được, vậy tôi đi trước đây. Tối nay chúng ta gặp nhau ở Phúc Tân Lầu. Được. Hà huynh đệ, cậu chắc chắn có thể dụ Kurotori ra mặt vận chuyển thuốc phiện chứ? Trong lá thư tôi gửi cho Trương Thế Nghiêu có nhắc đến 5 địa điểm giấu thuốc phiện. Tôi đã nói với Trương Thế Nghiêu, ngày mai tôi sẽ đi phá hủy cả 5 chỗ này. Tôi cảnh cáo anh ta, nếu còn không cắt đứt quan hệ với người Nhật, còn buôn bán thuốc phiện nữa, tôi nhất định sẽ khiến anh ta chết không chỗ chung thân. Hà huynh đệ, chuyện này cậu đùa hơi lớn rồi đó. Trương Thế Nghiêu vốn là phòng thủ nghiêm ngặt, chúng ta lại nói cho hắn biết chúng ta định làm gì. Không dụ tên cáo già Trương Thế Nghiêu này cắn câu, Kurotori sẽ không tin chúng ta đã tìm được chỗ giấu thuốc phiện rồi đâu. Tôi ngày càng bái phục Hà huynh đệ hơn rồi đó. Anh quá khen rồi. Được, vậy tôi sẽ cho người đi làm. Được, làm phiền anh. Lão gia, lại thêm 2 kho hàng của chúng ta bị đốt nữa. Đây là thư mà Hà Đông Minh gửi cho ông. Hà Đông Minh đúng là không biết trời cao đất dày, lại muốn đốt hết toàn bộ thuốc phiện và tiệm thuốc của chúng ta. Cậu ta gây ra chuyện lớn như vậy, nhất định là muốn phá hủy toàn bộ công việc kinh doanh thuốc phiện của chúng ta mà. Cậu ta rõ ràng đang tự tìm cái chết. Ông mau đi báo Kurotori tiên sinh, kêu ngày ấy canh phòng nghiêm ngặt hơn. Được. Hà Đông Minh có bao nhiêu người? Theo như chúng tôi biết, cậu ta chỉ có gần 100 anh em của Diêm Bang thôi. Nhưng mà nghe nói gần đây cậu ta mới điều thêm người từ Bắc Bình tới. Tiên sinh, vừa mới thu được một bức điện báo mà Quốc dân đảng Trung Quốc gửi đi. Nghe nói ở Thiên Tân vẫn còn một lượng lớn phần tử cộng sản, đều là người của quân Đồng Minh trước đây. Thời gian này có khả năng sẽ hành động lớn. Bảo cục bảo an thành phố Thiên Tân giám sát thật kỹ. Hà Đông Minh là cộng sản, tuyệt đối không thể xem nhẹ được. Em muốn phá hủy triệt để số thuốc phiện trong tay người Nhật, mong đại ca giúp em một tay, ngụy tạo tình báo giả của quân thống để người Nhật thu được. Sau đó thì dụ hắn ra khỏi hàng, điều tra ra thuốc phiện lớn nhất của bọn chúng. Mong đại ca giúp em một tay, cùng triệt tiêu đường dây tiêu thụ thuốc phiện ở Thiên Tân. Nhị gia, Nhị gia, phía người Nhật có động tĩnh rồi, nói đi. Người Nhật đang cho tăng cường binh lực tới quặng than nhà họ Ngư. Thuốc phiện của người Nhật đang được giấu ở đó. Vậy giờ chúng ta mau qua đó, triệu tập tất cả anh em chuẩn bị tấn công quặng than nhà họ Ngư. Đó.
Sao vậy, Hạ huynh đệ? Điện đại ca, phiền anh giúp một chuyện. Hạ huynh đệ, cứ nói đi. Đem 5 khẩu pháo trong bàn tới ngư gia trấn đi. Thứ này thì trong bàn có, nhưng mà đều là hàng cũ cả rồi, căn bản không thể dùng được. Tôi chỉ làm cho có thôi. Vậy được, tôi sẽ bảo các anh em đi chuẩn bị. Được. Kurotori tiên sinh, Kurotori tiên sinh, tôi thấy anh có thể nhận thua được rồi đó. Đừng cố gắng miễn cưỡng mình nữa, nếu không anh sẽ thua rất thảm cho xem. Lan Hình, Hà Đông Minh không đánh tới ngư gia trấn được đâu. Anh ấy căn bản không cần đánh. Lẽ nào anh quên rồi sao? Ban đầu anh cướp quặng than lợi hoành của nhà anh ấy đã bị cho nổ tung như thế nào chứ? Tôi tin rằng anh ấy chỉ cần là chuyện mà anh ấy có thể làm thì nhất định sẽ làm được. Tôi nói rõ tình hình với em như thế này. Tôi không phải là Trương Thế Nghiêu, Hoàng Quân không phải là đám du côn Mã Đầu Bàng, Hà Đông Minh sẽ không thắng được đâu. Còn nữa, Lan Hình và em đang là cách cách của nước Mãn Châu. Tôi khuyên em một câu, đừng có nói giúp người ngoài nhiều quá. Tôi sẽ không làm gì em đâu. Nhưng mà người nhà của em thì khó nói lắm đó. Tiên sinh, chỗ này canh chừng vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù Hà Đông Minh có dám tới, cũng chỉ như là lấy trứng chọi đá. Phải làm tới mức đảm bảo tuyệt đối. Ishitobi đã về Nhật Bản rồi. Đế quốc Đại Nhật Bản đã giao mọi công việc của đội Tokyo ở Thiên Tân cho tôi quản lý. Tôi không thể để đế quốc thất vọng. Rõ. Truyền lệnh của tôi, tiếp tục canh chừng ở đây. Đợi trời tối, chuyển hết toàn bộ hàng hóa đi. Chuyển đi. Theo như chiêu tấn công mấy lần trước của Hà Đông Minh, mỗi lần đều nhắm chính xác vào mục tiêu. Đúng thật là đã để cậu ta đắc thủ. Từ hành động lần này, e là cậu ấy chuẩn bị tấn công ngư gia trấn. Hẳn cậu ta sẽ không ngờ ngư gia trấn được canh phòng nghiêm ngặt, thực ra là chẳng có thuốc phiện. Cho dù cậu ta có ăn may thắng được, không có thuốc phiện, vậy thì hành động của cậu ta cũng xem như thất bại. Tiên sinh anh Minh, vậy tiếp sau đây chúng ta sẽ chuyển hàng đi đâu? Chuẩn bị 10 chiếc xe, 5 chiếc chứa đầy than đá, lái về phía Phả, trực tiếp vận chuyển về Nhật Bản. 5 chiếc còn lại thì chở thuốc phiện, không phòng thủ gì hết. Lái về Bắc Bình, đi thẳng tới quận Than Lợi Quỳnh. Tiên sinh, không phòng thủ e là chỉ là kế nghi binh thôi. Cho dù sau cùng Hà Đông Minh phát hiện ngư gia trấn căn bản không có thuốc phiện, cũng sẽ canh chừng hướng có phòng thủ. Sẽ không ngờ được rằng tôi sẽ làm theo cách ngược lại. Rõ. Nhưng mà tiên sinh à, nhưng mà gì chứ? Tôi biết là cậu muốn nói gì. Tôi đã nói chuyện với lại Trương Thế Nghiêu rồi. Ông ấy sẽ cho người âm thầm bảo vệ xe chở hàng của chúng ta. Thuộc hạ đã rõ. Nói với tất cả binh sĩ canh chừng, đừng có phân tâm. Đây là một trận chiến tranh, kêu họ nhất định toàn tâm toàn ý mà đánh, tiêu diệt toàn bộ bọn người phạm tội của Hà Đông Minh cho tôi. Xin tiên sinh yên tâm. Ban chủ, ông tìm tôi, ngồi đi. Thế nào rồi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi đã báo tin cho các anh em, kêu bọn họ tới Thiên Tân rồi. Tốt lắm. Để các anh em tới Thiên Tân thì nói với bọn họ, tới đây rồi cũng như về nhà. Ban chủ à, không giấu gì ông, từ nhỏ tôi đã mất đi cha mẹ, chỉ có một người thân là chị gái. Trước giờ chưa từng có ai đối xử thật lòng với tôi như là Trương ban chủ. Uông Triệu làm tôi cảm kích vô cùng. Trước đây tôi đúng là ngu ngốc, gặp ai cũng coi như anh em, nhưng lòng người dù gì cũng là cách lớp da. Trong thời gian gần đây tôi ở Mã Đầu Bang,
nhìn mọi người đối xử với nhau y như là người nhà, thật sự rất tốt. Những người không hiểu cha của tôi sẽ cho rằng ông ấy là một băng chủ không có tình người. Nhưng sau khi thật sự hiểu rồi thì anh sẽ phát hiện cha tôi là một người tốt nhất trên đời này, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Cậu xem con gái tôi biết nói chuyện biết bao. Được rồi, nếu cậu đã đồng ý ở lại, vậy chúng ta cũng xem như người một nhà, sau này cũng không cần cách sao. Băng chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng. Đúng rồi, có chuyện này nè, chính là người anh em kết nghĩa đó của cậu mấy ngày nay đã đốt 5 cửa hàng của tôi, còn nói là muốn nhổ sạch tận gốc nữa. Hà Đông Minh sao? Sao băng chủ lại không nói sớm? Dù gì các cậu cũng là anh em kết nghĩa, tôi không muốn nhìn hai người tàn sát lẫn nhau. Băng chủ, ông không cần nghĩ nhiều đâu. Tôi và anh ta đã đường ai nấy đi. Anh ta là anh ta, tôi là tôi. Có chuyện gì ông cứ dặn dò. Vậy thì quá tốt. Vừa hai người Nhật có một lô hàng cần vận chuyển đi Bắc Bình, trên đường cần có người theo bảo vệ. Người thì không cần nhiều, nhưng thân thủ phải tốt. Cho nên tôi thấy cậu đi là thích hợp nhất. Hàng của người Nhật hả? Tại sao lại cần chúng ta bảo vệ? Hàng tuy nó là của người Nhật, nhưng sau cùng muốn bán ra vẫn phải dựa vào chúng ta. Nói cho cùng thì cũng là bảo vệ đồ của chúng ta thôi. Tôi hiểu, chuyện nhỏ mà. Ban chủ, Hà đại ca, các anh em đã tiến vào Ngư Gia Trấn, có cần phát động tấn công không? Đừng làm gì rồi, cứ chờ xem rồi tính. Nhưng chúng ta phải nắm bắt thời cơ chứ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ngư Gia, người Nhật đã vận chuyển một lô hàng đi. Có binh lính canh chừng, hiện đang lái về phía bến phà. Cuối cùng rắn cũng ra khỏi hàng. Trong chừng bọn họ, cho phái 10 anh em bám theo dọc đường, không ngừng quấy nhiễu bọn họ. Đánh được thì đánh, không đánh được thì rút. Chiêu này là để tung quả mù với người Nhật. Một lô hàng lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Đây mới là mục tiêu thật sự của chúng ta. Đó. Các anh em, đánh thật hăng cho tôi. Nghĩ ra, ra tay thôi, lũ cáo đã lội đuôi rồi. Hướng nào? Hướng Tây, ở Bắc Bình. Được, tôi sẽ điều toàn bộ anh em đuổi theo ngay. Đợi đã, tất cả anh em đều yên tại chỗ, mãi mê hoặc người Nhật. Vậy mục tiêu của chúng ta là phá hủy thuốc viện, chứ không phải đánh người Nhật. Cho nên, chỉ cần vài người chúng ta là đủ rồi. Được, nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội duy nhất, chỉ được thành công, không được thất bại. Đó. Cảm tử Thẩm, muốn về rồi anh còn đi đâu? Bắt tên cộng sản Hà Đông Minh. Chuẩn bị. Go.
Tam đệ, đừng gọi tôi là Tam đệ. Chúng ta đã không còn là anh em nữa. Hà Đông Minh, hôm nay là trận chiến giữa Mã Đầu Bang chúng tôi và Diêm Bang. Tới đây, chúng ta quyết tử một trận. Tam đệ, em mở mắt to ra mà nhìn đi. Đây là xe tải của người Nhật cả, bên trong chứa thuốc phiện đó. Giờ em không phải là đang giúp Diêm Bang, mà là đang giúp người Nhật xâm lược Trung Quốc. Đừng nhiều lời, anh bắn chết tôi đi, rồi số hàng này sẽ là của anh, con trại chủ. Những thứ trên xe này thật sự là thuốc phiện mà người Nhật vận chuyển. Tôi biết cậu cũng là một hảo hán kháng Nhật, chắc không phải thật sự đứng về phía người Nhật đó chứ? Đừng có đề cao tôi quá như vậy. Hôm nay các anh không bắn chết tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ các anh. Đánh cho tôi. Tiên sinh, đã đánh bao lâu rồi? Cũng gần 2 tiếng. Tình hình thương vong thế nào? Phe ta không có thương vong, nhưng đối phương hình như cũng không ai chết hay bị thương. Bởi vì bọn họ không chủ động tấn công, cho nên chúng ta không chủ động xuất kích. Tiêu rồi, trúng kế rồi. Hà Đông Minh căn bản không hề định đánh chỗ này. Lập tức lệnh cho bộ đội đánh trở về, bảo vệ đội vận chuyển của chúng ta. Tiên sinh, bảo vệ hướng nào đây? Tất nhiên là xe chở thuốc phiện rồi. Đi thôi. Dĩ gia, cứ tiếp tục như vậy không ổn đâu. Nếu cứ như vậy, lát nữa chi viện của người Nhật sẽ đến, chúng ta sẽ không còn nhiều đạn. Tam đệ, em tỉnh táo lại đi, đừng có ở đó cố chấp nữa. Dẹp cái trò đó đi. Hà Đông Minh, nên tình chúng ta từng cùng nhau đánh giặc, tôi sẽ cho anh cơ hội. Chỉ cần anh theo tôi về Mã Đầu Bang, gặp mặt Trương Bang Chủ, tối nay tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Cái tên khốn không phân biệt thị phi. Sớm biết như vậy, anh đã không nên cứu em ra khỏi nhà tù của người Nhật, để em chết trong đó luôn cho rồi. Cứu tôi sao? Nực cười, tôi chỉ nhớ anh đã bắn tôi 2 phát thôi. Anh biết giờ em không tin anh, nhưng anh có thể chứng minh cho em thấy. Lúc đó anh bảo Hứa Lão Khảm nhét một cái màn thầu vào miệng của em. Trong màn thầu có một tờ giấy, bảo em đã cứu viện, nhưng anh lại không xem tờ giấy mà tự mình chạy. Vậy nên mới gây ra chuyện hiểu lầm. Nếu em còn không tin, giờ chúng ta có thể đi Đông Bắc để Hứa Lão Khảm chứng minh tất cả. Dựa vào đâu mà tôi tin anh chứ? Tăng tốc nữa lên, tăng tốc nữa lên, nhanh hơn nữa. Tam đệ, số thuốc phiện này chuyên dùng để làm hại người Trung Quốc. Nếu thật để tới tay người dân, chúng ta không cần đánh cũng sẽ thua. Cứ đốt số thuốc phiện này trước, mới giải quyết chuyện giữa hai anh em chúng ta. Đừng nhiều lời, tôi không tin anh nữa. Em, như vậy đi, anh sẽ đi theo em. Chỉ có một điều kiện, phá hủy số thuốc phiện này trước. Không đợi đâu. Thẩm Gia Lương, đại ca.
Tam đệ. Đại ca. Gì đây? Em không cần nói nữa. Anh sẽ không phản bội quốc dân đảng của mình đâu. Thông Thiên Nhãn, chăm ngồi thuốc nổ, tiêu quỷ thuốc phiện. Đó, tiêu quỷ thuốc phiện. Rút. Đi. Cậu lại để Hà Đông Minh đắc thủ phá hủy lô hàng của chúng ta sao? Tôi cam nguyện chịu phạt. Người đâu? Nhốt cậu ta lại. Anh thua rồi. Anh nên thực hiện lời hứa của mình đi. Trận chiến giữa tôi và Hà Đông Minh chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Anh muốn làm gì? Cha của Hà Đông Minh, Hà Tự Sương, hiện giờ đang là hội phó của Thương hội Bắc Bình. Tôi sẽ ép ông ta phải đồng ý, để mọi thương gia ở Bắc Bình đều phải buôn bán thuốc phiện. Để tôi xem Hà Đông Minh có còn đốt thuốc phiện của tôi nữa không. Anh đúng là bị ổi. Bị ổi sao? Trẻ con. Chiến tranh trước giờ chỉ có thắng thua, thì làm gì phân cao thượng hay bị ổi. Tất cả đều là Hà Đông Minh ép tôi. Nhìn đây, cách cách. Kể từ hôm nay, em không được đi đâu hết. Các anh em Diêm Bang may mắn được quen biết với các anh hùng. Nè, chỉ là chút rượu nhạt, không đáng là gì. Đâu có, đâu có. Luận anh hùng thật sự thì hai người mới là anh hùng. Mấy người chúng tôi chỉ là người mãi nghệ giang hồ mà thôi. Nè, chúng tôi kính hai vị một ly. Được rồi, được rồi. Mọi người đừng khách sáo. Trong lòng của tôi, các anh đều là anh hùng hảo hán. Cạn ly. Nhị gia, có phải cậu có tâm sự gì không? Chúng ta đốt lô hàng của người Nhật Kurotori, nhất định sẽ tiến hành báo thù chúng ta. Hà huynh đệ, binh tới tướng chặn, nước tới thì ngăn đê. Cậu đừng quá để ý nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng tên Kurotori xưa nay nham hiểm xảo trá, chúng ta không thể lơ là được đâu. Chị gia, chuyện này cậu cứ yên tâm. Giờ chúng ta đã đi theo cậu cả rồi, sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Tôi không phải đang lo cho bản thân, mà là lo Kurotori sẽ tiến hành báo thù những người bên cạnh tôi. Như vậy đi, giờ chúng tôi sẽ về Bắc Bình. Nếu như trong nhà có động tĩnh gì, chúng tôi sẽ báo cho cậu biết. Được. Nhưng mà mọi người nhớ chú ý. Chuyện này thì không cần nhị gia lo lắng đâu. Ở nơi khác thì tôi không dám nói. Chứ còn ở Bắc Bình, chúng tôi muốn gây chuyện với người khác thì dễ. Chứ còn người khác muốn gây chuyện với chúng tôi còn khó hơn lên trời nữa kìa. Cũng được. Nghe mọi người nói như vậy, mọi người quả là thánh nhân. Sau này nếu như có cơ hội, Điện Mộ nhất định sẽ mời mọi người gia nhập Diêm Bang. Đúng vậy. Cảm ơn Điện Bang chủ. Mấy người chúng tôi tự do quen rồi. Không gấp, không gấp. Mọi người cứ từ từ suy nghĩ.
Cửa lớn của Diêm Bang chúng tôi sẽ luôn mở rộng chào đón. Nè, uống rượu. Cạn ly. Thật không ngờ cậu lại có thể nhanh chóng hoàn thành trọng trách lần này như vậy. Thật khiến tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Khang tiên sinh à, anh quá khen rồi. Đều là chuyện tôi nên làm. Khang tiên sinh, Lan Hinh sao rồi? Cô ấy vì giúp tôi mà đi lừa Kurotori, hắn nhất định sẽ nghi ngờ. Theo như tình báo chúng tôi nắm được thì Lan Hinh cô nương đang rất an toàn. Một khi cô ấy gặp nguy hiểm gì, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ báo cho cô ấy chuyển đi ngay. Nếu để cảm thấy nguy hiểm mới chuyển đi thì sao mà kịp. Kurotori sẽ không tha cho cô ấy. Cậu thử nghĩ đi, lúc ở Đông Bắc hai người đã gặp nhau rồi, lúc đó Kurotori cũng ở đó. Nhưng mà về sau không những không có bất cứ hành động gì báo thù với lại Lan Hinh cô nương, ngược lại nghe cô ấy khuyên mà rời khỏi xích phòng. Khang tiên sinh à, tôi thật sự không hiểu, vì đạt được mục đích của chúng ta cứ phải hy sinh tình cảm cá nhân mới được sao? Đồng minh à, tôi rất hiểu cho tâm trạng của cậu, nhưng chúng ta đang làm công tác cách mạng, hy sinh tình cảm cá nhân là điều khó tránh. Con đường cách mạng vừa dài vừa gian khổ, đã bước lên con đường này thì đồng nghĩa với việc phải hy sinh. Không những là tình cảm cá nhân, thậm chí còn cả tính mạng nữa. Cách cách à, cho dù người không thích Kurotori tiên sinh thì người cứ coi như đang diễn kịch đi mà. Nếu đã là diễn kịch vậy thì cũng không cần quá nghiêm túc. Người cứ ăn uống cho đầy đủ đi, có vậy mới có thể kiên trì thật lâu dài chứ. Kurotori tiên sinh, được rồi, hồi sáng tôi nhất thời nóng giận nên mới nói vậy. Em xem, rõ ràng là Hà Đông Minh đang lợi dụng em, lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của em dành cho cậu ta, bị ra một lời nói dối. Cũng tại tôi, tại tôi không phân tích kỹ, kết quả lại trúng kế của cậu ta. Bữa tối đúng là phong phú quá. Một bữa tối ngon như vậy không ăn thì lãng phí. Em phải biết rằng một bữa tối như vậy không phải ai cũng có tư cách được ăn đâu. Đúng rồi, tôi phải nhắc nhở em nha. Hà Đông Minh từ bỏ thân phận công tử nhà giàu, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc làm công tác ngầm gì đó. Giờ không chỉ có tôi phải đối phó với cậu ta, đến danh sách ám sát của Quốc dân đảng cũng có tên của cậu ta. Anh nói gì chứ? Quốc dân đảng muốn ám sát anh ấy? Một người đàn ông như thế nào mới là yêu một người phụ nữ đây? Điều đầu tiên cần làm là đừng để người phụ nữ đó phải vì mình sống trong sợ hãi. Nhưng Kurotori tiên sinh, anh có từng nghĩ nguyên nhân anh ấy làm vậy là gì không? Là vì các anh đã tới đây xâm lược, các anh chà đạp lên mảnh đất của chúng tôi, cướp đi quê nhà của chúng tôi. Lan Hinh, không phải bọn tôi mà là chúng ta. Giờ em là cách cách của nước Mãn Châu, nhớ kỹ thân phận của em đi. Những lời này mà để người ngoài nghe được, cẩn thận sẽ mất cả mạng đó. Còn nữa, trước đây em từng âm thầm giúp đỡ Hà Đông Minh nhiều lần, đều là tội mất đầu, em có biết không? Giờ tôi sống mà y như một con rối thì có khác gì đã chết đâu. Anh thì sống tốt rồi, nhưng mà sống lại giống như một con máy giết người. Loại người như anh căn bản không xứng yêu và được yêu. Lan Hinh à, em nhớ lấy, chỉ có Kurotori này mới có thể cho em tất cả mà thôi.
Cảm ơn. Cậu ở Thiên Tân đã bị lộ hoàn toàn rồi. Để đảm bảo an toàn, tôi định sẽ để cậu cùng tôi và một vài đồng chí khác cùng rời khỏi Thiên Tân. Xe lửa ngày kia sẽ khởi hành. Khang tiên sinh, tôi muốn tiếp tục ở lại Thiên Tân. Tôi còn rất nhiều chuyện còn chưa xử lý xong. Không chỉ vì Lan Hinh, tôi đã đốt hàng của người Nhật. Bọn chúng nhất định sẽ báo thù tôi. Nếu như tôi rời khỏi Thiên Tân, bọn chúng nhất định sẽ chuyển mục tiêu báo thù sang những người bên cạnh của tôi. Cho nên tôi không thể đi được. Nhưng mà cậu ở lại thì bảo vệ bọn họ thế nào đây? Anh cũng biết đó, tôi vẫn còn hai anh em kết nghĩa. Bọn họ cũng đang ở Thiên Tân. Giữa tôi và bọn họ vẫn còn chút hiểu lầm, cần phải giải thích rõ. Theo tôi được biết thì Thẩm Gia Lương đã gia nhập quân thống. Giờ cậu đi tìm cậu ta, không sợ bị cậu ta ám hại hay sao? Không đâu. Lần này đốt được lô hàng của người Nhật, anh ấy cũng đã tham gia. Nếu cấp trên của anh ấy biết, anh ấy không những không giết tôi mà còn giúp tôi, anh ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Anh ấy là đại ca của tôi, tôi không thể cứ vậy mà đi được. Nhưng mà một mình cậu, anh yên tâm đi. Ở Thiên Tân có nhiều anh em Diêm Bang bảo vệ tôi như vậy, muốn công khai thủ tiêu tôi thì không thể đâu. Vậy tôi phải ăn nói với Lão Đổng thế nào đây? Anh ấy còn đợi tôi, dẫn cậu đi gặp anh ấy. Phiền anh chuyển lời tới anh ấy, tôi cũng rất nhớ anh ấy. Để tôi xử lý xong chuyện ở Thiên Tân, tôi sẽ đi thăm anh ấy. Anh cứ nói với anh ấy như vậy. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ mang rượu ngon, rồi mua thêm một đống bánh bao Goblin để uống một bữa thật đã. Cậu đó nha, lại không nghiêm chỉnh nữa rồi. Thôi được, nếu như cậu đã quyết định, tôi ủng hộ cậu. Chúng tôi sẽ để lại vài đồng chí ở Thiên Tân. Tôi sẽ để lại địa chỉ cũng như cách thức liên lạc của họ cho cậu. Các cậu cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu tổ chức có nhiệm vụ hay là mệnh lệnh mới gì, cũng sẽ báo cho bọn họ để chuyển lời tới cậu. Được. Nhớ kỹ, bây giờ cậu đang là đối tượng bồi dưỡng mà tổ chức vô cùng xem trọng. Sau này bất luận cậu làm gì cũng phải cẩn thận, chú ý nhiều hơn, bảo đảm tính mạng. Đó, tôi hiểu rồi. Ra tay đi. Nói vậy là anh có chết cũng không hối tiếc. Kêu tôi ra tay với anh em kết nghĩa của mình, tôi thật sự không làm được. Đáng tiếc cậu ta lại là cộng sản. Nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy làm bất cứ chuyện gì có hại cho quốc gia và nhân dân. Lẽ nào chỉ vì lập trường chính trị khác nhau thì phải thủ tiêu cậu ấy sao? Anh đừng quên mình là một quân nhân. Quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh. Thẩm Gia Lương, sau khi anh lấy mạng Hà Đồng Minh, anh cũng phải chết. Đây là lệnh của cấp trên. Niềm tin chúng ta là đồng nghiệp, có di ngôn gì thì anh cứ nói đi, tôi nhất định sẽ truyền đạt với anh. Thẩm Gia Lương tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với lại quốc dân đảng mà. Tôi nhất định sẽ giúp anh chuyển câu này tới cho người nhà của anh. Tôi nói Thẩm Gia Lương tôi trước giờ chưa từng phản bội quốc đảng, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Kể từ ngày anh gia nhập quân đồng minh thì đã phản bội đảng rồi. Tôi chỉ đánh quân Nhật thôi mà. Khẩu hiệu của quân đồng minh là phản đảng kháng Nhật. Chữ phản kháng đã viết trước, kháng Nhật chỉ là để che mắt. Huống hồ gì anh lại đi theo phản đồ của quốc đảng các Hồng Xương. Mới mấy ngày trước thôi, các Hồng Xương đã bị bí mật bắt giữ giải về Bắc Bình. Anh đi theo một tên phản đồ chống đối với quốc đảng, chính là phản bội đảng. Tại sao lúc tôi về Bắc Bình lại không có ai nói với tôi những chuyện này? Đó là bởi vì thanh thế của anh ở Bắc Bình quá lớn. Nếu xử tội anh vào ngay lúc đó sẽ ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa cũng không cách nào ăn nói với cấp trên cũ của anh, cho nên chỉ có thể điều anh tới Thiên Tân. Mục đích chính là để anh lấy cái chết tạ tội. Như vậy đối với mọi người đều tốt cả. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu hết cả rồi. Muốn mượn dao giết người có phải không? Anh có tin tôi có thể lấy mạng anh ngay không?
hành xử giết được tôi là xong sao?